AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, các bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu xem phân kali có tác dụng gì qua video sau đây nhé. Đầu tiên, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về phân kali là gì. Kali là một trong những nguyên tố đa lượng cần thiết cho cây trồng trong giai đoạn cây trưởng thành, ra hoa và kết trái. Phân bón kali là các loại phân bón cung cấp nguyên tố kali cho cây trồng dưới dạng ion K cộng. Nhóm phân kali đều là phân chua sinh lý, dễ hòa tan trong nước, có hệ số sử dụng dinh dưỡng cao 60-70%. Trong tự nhiên, kali có nhiều trong nước tưới, nước ngầm, đất phù sa. Cây trồng thường cần kali nhiều hơn nitơ, tuy nhiên vì hàm lượng K có trong đất nhiều hơn N và P nên bà con thường không chú trọng việc bón phân kali cho cây trồng. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu xem phân kali có tác dụng gì nhé. Kali có tác dụng xúc tiến quá trình quang hợp và vận chuyển sản phẩm quang hợp về cơ quan dự trữ nên đây là yếu tố dinh dưỡng đối với cây lấy củ, lấy đường. Giúp tăng áp suất thẩm thấu của tế bào, qua đó làm tăng khả năng hút nước của bộ rễ. Kali điều khiển hoạt động của khí khổng giúp cây không bị mất quá nhiều nước trong điều kiện gặp khô hạn. Tăng khả năng chịu hạn cho cây, áp suất thẩm thấu của tế bào tăng giúp cây tăng cường khả năng chống rét. Bón đủ kali, các mô chống đỡ phát triển, cây vững chắc, khả năng chịu đạm cao. Tăng khả năng chống đổ, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, tăng khả năng chịu rét, thúc đẩy ra hoa, hoa có màu sắc tươi tắn. Tiếp đó, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về phân bón kali phân loại như thế nào. Phân kali clorua hay phân MOP trong phân chứa hàm lượng kali nguyên chất 50-60% và một ít muối ăn NaCl. Dạng bột màu hồng, màu xám đục hoặc xám trắng, kết tinh hạt nhỏ, tơi. Phân chua sinh lý, dễ kết dính khi ẩm gây khó sử dụng. Độ hòa tan tốt giúp cây trồng dễ hấp thụ. Bón được cho nhiều loại cây trồng, nhiều loại đất. Lưu ý không bón cho các loại cây hương liệu, chè, cà phê, thích hợp cho các loại cây như dừa, ngô, lúa mì, cọ. Dùng để bón thúc hoặc bón lót. Phân kali xung phát hay phân SOP, phân có chứa các thành phần 45-50% kali và lưu huỳnh 18%. Dạng tinh thể nhỏ, mịn, trắng, dễ tan trong nước, ít hút ẩm. Có tính chua nên khi sử dụng trong một thời gian dài trên nền đất sẽ làm tăng độ chua của đất. Thường bón cho các loại cây có dầu, rau cải, thuốc lá, chè, cà phê. Phân kali, magie, xung phát. Các thành phần trong phân gồm có K2O 20-30%, MgO 5-7%, S 16-22%. Có dạng hạt, không chứa clo và muối. Là loại phân đa dinh dưỡng cung cấp cả kali hòa tan cao, không làm thay đổi độ pH của đất. Phân kali nitrat hay NOP. Phân có dạng tinh thể viên. Phân dùng bón vào gốc hoặc qua lá thích hợp cho cây trồng thủy canh. Làm nguyên liệu sản xuất phân bón NPK dạng dung dịch hoặc tinh thể. Kế tiếp là về biểu hiện của cây trồng khi thiếu kali. Mép của lá già bị vàng úa sau đó bị hoại tử. Dễ bị thối rễ, phát triển còi cọc, thân yếu, dễ bị đổ ngã. Khả năng chống chịu trước sâu bệnh và thời tiết kém. Lá hẹp ngắn, dễ héo rũ và khô, xuất hiện các chấm đỏ. Cây lúa bị thiếu kali sẽ khiến cây sinh trưởng kém, chín sớm, rổ sớm, nhiều hạt lép lửng, mép lá về phía ngọn bị biến vàng. Đối với hạt giống làm giảm sức sống và tỷ lệ nảy mầm. Tiếp đó, ta cùng tìm hiểu về biểu hiện của cây trồng khi thừa kali nhé. Cây không hút được đầy đủ chất dinh dưỡng khác như magie, nitrat do tình trạng đối kháng ion. Dư thừa kali ở mức cao làm tăng áp suất thẩm thấu của môi trường đất,
ngăn cản sự hút nước và chất dinh dưỡng. Cây bị teo rễ. Cuối cùng là về cách bón phân kali đạt hiệu quả cao. Về loại đất. Với các nhóm đất ít chua hoặc không chua thì khi bón phân kali dễ làm đất chua hóa nên cần bón vôi khử chua trước khi bón K. Đất thịt nhẹ và cát pha cần bón đủ hoặc hơn chút so với nhu cầu của cây. Đất cày vùi rơm rạ hoặc bón nhiều phân chuồng, đất có tỷ lệ sét cao hoặc đất để cải cách vụ thì cần ít kali. Về giống cây trồng. Nếu cây rất mẫn cảm với clo thì chọn phân kali không chứa clo. Nếu chỉ mẫn cảm bình thường với clo thì bón loại có hàm lượng kali cao. Với các cây lấy sợi thì nên chọn loại phân kali hàm lượng cao. Với cây lấy hạt và cỏ lấy loại kali 40% K2O, nồng độ kali trung bình. Với loại cây lấy củ thì bón kali kèm theo ion NO3 trừ. Về yếu tố khác. Kali có mối quan hệ mật thiết với đạm nên khi bón kết hợp phân đạm và kali nên dùng tỷ lệ thuận với nhau, tăng K thì cũng tăng đạm và ngược lại. Thêm các vi chất P, S, ZN nếu muốn tăng hiệu quả khi bón kali. Nên bón phân kali vào thời kỳ sinh trưởng để sản phẩm thu hoạch đạt kết quả tốt, năng suất cao. Về cách bón phân. Bón phân kali thành nhiều lần để tránh việc bị rửa trôi, bón suốt mùa vụ chứ không chỉ riêng lúc ban đầu mới gieo hạt. Phân kali có thể bón lót bằng cách trộn hoặc bón thúc bằng cách phun lên lá vào thời gian cây ra hoa kết trái. Nên kết hợp bón K với các phân bón khác như phân đạm và phân kali. AgriDoctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.